đầu tiên đó là uh, mình sẽ giải thích cái ban descriptor cho mọi người cái cái thứ này Đấy, chúng ta thấy rằng là ấy, đi thi speaking thì thực tế ra nó không phải là 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 cảm tính đâu Đấy, nó sẽ có một cái hệ thống các cái tiêu chí chấm điểm riêng nhưng chứ không phải là mình nghe cái người giám khảo người ta nghe mình nói uh, nó có vẻ mượt xong rồi ông vỗ đùi ông bảo ừ thằng này chắc là phải gọi là 7 điểm đúng không? Thằng này chắc phải 8 điểm không không có đâu. Người ta sẽ để ý rất là sát sao cái cái uh, performance của mình và sau đó thì ông ấy sẽ gọi là ghi chú lại lưu ý lại những cái đặc điểm cụ thể. Đấy, để mà ông ấy có thể đưa ra được cái điểm số cụ điểm số chính xác chứ không phải là chấm theo một cái cảm tính. Đấy uh, đầu tiên đó là fluency và coherence. Đấy Đấy, fluency và coherence Ancy and coherence đó rồi uh, thứ hai đó là cái lr đó đó là mình gọi là lexical resource đó là cái uh, vocab lexical resource là cái vocab nha cái uh, nguồn từ vựng của chúng ta thì tất nhiên nó sẽ có các cái tiêu chí riêng để mà nó 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 chấm điểm đúng không và cái tiếp theo nó được gọi là uh, gra đấy grammar nói chung là ngữ pháp. Nó sẽ có hai phần, một là độ chính xác và hai là cái cái độ rộng về ngữ pháp của chúng ta. Và tiêu chí cuối cùng đó là pronunciation. Đó là phát âm. Đấy, pronunciation, phát âm. Ok thì nó có sẽ có các cái tiêu chí riêng của nó. Đấy thì đây là bốn cái phần tiêu chí. Nếu em gọi là nắm rõ được cái bốn tiêu chí này nhá thì em có thể gọi là biết được rằng là mình cần phải làm gì để mà lên được cái điểm tương ứng mình gọi là FC nhá thì thì thực tế ra ấy, điểm của bốn cái tiêu chí này nó sẽ luôn luôn là điểm chẵn nó không có điểm lẻ đâu ấy nó không có cái vùng nó gọi là ví dụ như kiểu là 6.5 cho cái fluency và coherence nó không có cái đấy Đấy nhìn qua cái band descriptor đây cái cái bảng chấm điểm đúng không cái bảng tiêu chí chấm điểm thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là nó sẽ không có điểm lẻ đấy mà nó sẽ toàn là điểm chẵn Thế thì với cái phần uh, tính điểm tổng nhá, chúng ta sẽ thấy rằng này, nào cái điểm tổng của chúng ta. Đây cái overall band score. Tất nhiên nó sẽ là tính trung bình, đúng không? Nhưng mà nó nó sẽ là trung bình sau đó rồi nó làm tròn xuống nhá, trung bình làm tròn xuống. Đó, trung bình làm tròn xuống. Và nếu nào, làm tròn xuống. Tức là nếu mà chúng ta muốn êm một cái điểm cụ thể nào đấy ví dụ điểm 7 thì gần như bốn cái tiêu chí này của chúng ta đều phải là 7 thì nó mới gọi là cái overall nó mới ra 7 được. Đúng không? chứ còn nếu mà bây giờ nhá, giả sử này, 6 uh, 6, đúng không? Giả sử dưới này em được uh, 7. Đây, GRA em được 7 và cái pronunciation em uh, uh, được 7. Ba cái 7, một cái 6. Bây giờ nhá, nó vẫn thụt xuống còn 6 rưỡi thôi đấy nó bởi vì nó, nó nó nó, trung bình trung bình tổng đúng không sau đó rồi nó chia bốn rồi là nó làm tròn xuống mà thế cho nên nó vẫn chỉ là sáu rưỡi thôi chúng ta phải cả bốn cái thằng này được 7 thì mới được 7 cơ rồi đây chúng ta đã biết được cái cách tính điểm đúng không và nó trung bình sau đó nó làm tròn xuống đấy vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái chiến thuật cụ thể nếu như mà mình hướng đến một cái điểm ví dụ điểm 7 đấy điểm 7 rồi thế thì mình bắt đầu đi phân tích nhá cái tiêu chí đầu tiên à các bạn thử thử nhận định cho mình xem là với bốn tiêu chí này ấy, những tiêu chí nào là quan trọng nhất đấy nếu mà bây giờ mình chia ra theo kiểu 50 50 đi 50 phần trăm ấy thì trong bốn tiêu chí này có hai cái tiêu chí mà nó sẽ gọi là quan trọng hơn cả so với những cái tiêu chí còn lại nó là pronunciation và thứ hai thứ hai là là không không phải không phải là ngữ pháp đâu nhá, yeah, ngữ pháp không có quan trọng bằng cái pronunciation và cái fluency và coherence. Uh, nói chung thì mình nghĩ rằng là các bạn mà mà xác định học IELTS, nhất là cái IELTS speaking ấy thì dường như là chúng ta cũng nắm sơ sơ được cái format đề thi rồi. Đề thi. Dường như rồi. Nhìn chung các cái phần của nó như sau, phần part 1 nó là đối thoại trực tiếp, đúng không? Nó sẽ có các cái topics. Ở đây thì nó sẽ là các cái personal topics personal topics, các cái chủ đề mang tính chất cá nhân thôi và thường ấy, các cái câu hỏi nó dao động uh, tầm khoảng 8 cho đến 9 câu hỏi gì đấy. Giám khảo cứ thế hỏi liên tiếp chúng ta và cái này nó gọi là hỏi đáp đúng không? Hỏi đáp trực tiếp. Thì uh, có một cái yêu cầu tương đối ở đây đó là chúng ta làm sao chúng ta kiểm soát được cái độ dài. Nhiều bạn hay cố gắng nói dài một cách nó không cần thiết. Làm sao chỉ dừng lại tầm khoảng 3 câu là được rồi, chứ còn một số bạn cố gắng nói đến 6, 7 câu tự giám khảo sẽ ngắt chúng ta đấy. Đấy bởi vì ông ấy có một cái trách nhiệm có một trách nhiệm là trong một cái phần thoát oan tầm khoảng 4 phút 30 cho đến 5 phút ông ấy phải hỏi được ít nhất là 3 chủ đề với cái số lượng câu hỏi là từ 8 cho đến 10 câu. Thế cho nên nếu mà chúng ta cứ 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 take time uh, với một cái câu trả lời quá thì ông sẽ tự động ông ngắt mình. Đấy và khi mà ông ngắt rồi đúng không thì chúng ta sẽ bị tâm lý ảnh hưởng và từ đó thì cái performance nó sẽ giảm thôi nhá yeah. hãy làm sao kiểm soát được cái độ dài cho nó phù hợp đừng có đừng có gọi là nói dài nói dài nói dài thế thôi đấy cái part one nó là vậy All right. và part one sau cái phần part one thì giám khảo sẽ có một cái một cái gọi là một cái cái general perception về cái trình độ của chúng ta đấy, ông sẽ hiểu được là à có thể cái thí sinh này nó nằm trong cái vùng điểm nào đúng không có thể ông xác định là sau khi cái part 1 nó nó diễn ra nhá ông ấy có thể xác định à, thí sinh này nằm khoảng 6 cho đến 7 đấy rồi sẽ rút ra được một cái một cái cái nhận định chung đúng không về cái trình độ của cái người này và part 2 part 2 nhá part 2 thì nó được gọi là một cái hình thức monologue 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 có nghĩa là chúng ta độc thoại đấy độc thoại nói một cái bài bài nói đấy bài nói này diễn ra trong 2 phút Đúng không? và đó nó sẽ là miêu tả một cái thứ gì đó đấy miêu tả một thứ gì đó và nó có thể gói gọn thành bốn cái chủ đề đầu tiên đó là miêu tả nơi trốn place miêu tả nơi trốn được không thứ hai đó miêu tả người một người nào đấy thứ ba đó là miêu tả một cái occasion hoặc có thể được gọi là một cái event một cái sự kiện hay là một cái dịp nào đó và cuối cùng thì đó là rồi và cuối cùng thì đó là miêu tả một cái object đây nó có thể gói gọn thành bốn cái chủ đề như thế này bốn thứ đúng không miêu tả nơi trốn con người sự kiện và đồ vật đó bốn cái ok và ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có một phút chuẩn bị cho cái bài thi này chúng ta sẽ được phát giấy được có bút chì để mà nhát, đúng không và như thế thường ấy cái phần part 2 này này làm nơi mà giám khảo có thể đánh giá được gần như là toàn bộ cái khả năng speaking của chúng ta bởi vì nói trong 2 phút ông ấy không có áp lực là ông phải đưa ra câu hỏi liên liên tục như part, như cái part 1 là ông ấy phải hỏi liên tiếp đúng không thế cho nên là à chỉ đánh giá được cái gọi là cái cái khoảng chung thôi nhưng mà part 2 ấy giám khảo sẽ gọi là ngồi lại nghe chúng ta toàn bộ từ đầu cho đến cuối đấy và đấy là cái phần mà ông ấy ít áp lực nhất nó ít áp lực nhất nhé à, rồi một cái bài nói như thế và sau đó thì có thể cái phần part 2 này nó sẽ kèm theo một cái câu hỏi câu hỏi đuôi ông ấy có thể sẽ hỏi thêm chúng ta một cái câu hỏi phụ ừ. cái câu hỏi phụ này thì uh, mục đích của nó để mà gọi là confirm để nhận định xem là cái thí sinh này có học thuộc câu trả lời không bởi vì part 2 nhiều bạn có một cái xu hướng đi thi đó là học thuộc câu trả lời bởi vì có forecast đúng không có cái nó gọi là 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 bộ đề dự đoán và chúng ta có thể hòm hòm nắm được xem là những cái đề nào nó hay được hỏi đấy và chúng ta nhiều bạn học thuộc ừ, như thế thì không nên à, và giám khảo ấy được huấn luyện rất là kỹ càng để mà phát hiện xem là thí sinh có học thuộc hay không thế cho nên cái câu hỏi follow up question này cũng là một cái thứ để mà confirm xem xem là cái thí sinh đấy có có có, có, có học thuộc hay không đúng không? Đấy, và học thuộc nhé, giám khảo và phát hiện ra thì coi như là cả cái phần đấy nó là không điểm, cả cái phần đấy không điểm đúng không? chia trung bình ra thì kiểu gì điểm sẽ thấp thôi. Ừ. phần uh, tiếp theo đó là phần part 3 part 3 thì lại trở về với cái dạng nó gọi là vừa hỏi đáp, đấy giám khảo hỏi và chúng ta trả lời, nhưng đây nó không phải là hỏi đáp theo một cái hệ thống câu hỏi có sẵn, mà nó còn được gọi là discussion thảo luận giám khảo sẽ dựa vào cái câu trả lời của chúng ta để mà từ đó đặt câu hỏi. Nhà ông ấy tự đặt câu hỏi cho chúng ta đấy chứ không phải là ông ấy đọc theo một cái danh sách câu hỏi có sẵn đâu. Đấy, có thể cái câu đầu tiên thì ông ấy mồi chài, ông ấy đọc theo cái danh sách đúng không? Đọc đọc theo cái chủ đề nhưng mà sau đó ông ấy sẽ dựa vào cái cái cái, cái, cái nội dung câu trả lời của em để mà ông ấy uh, tự đặt ra câu hỏi cho chúng ta. Đấy. Right có câu hỏi cứ comment nhé mình sẽ giải đáp cho mọi người và, và cái phần này ấy, cái độ dài của nó khá là lâu phải đến tầm khoảng 6 phút ấy. đấy và ông ấy hỏi liên tiếp đúng không hỏi những câu hỏi khó để mà phần này ấy, nó có chức năng đó là để push cái điểm của chúng ta xem xem là à cái thí sinh này đến một cái giới hạn cuối cùng của người ta là ở đâu và với cái việc nếu mà chúng ta trả lời part 3 nó tốt thì cái điểm push nó có thể lên tầm khoảng 0,5 cho đến 1 band Yeah, push điểm và tất nhiên nếu mà part 3 chúng ta trả lời nó không tốt ấy cũng đừng lo bởi vì part 3 này cái chế tài của nó nó không có nhiều đâu cái part 3 nó chỉ có chức năng để push điểm thôi nếu chúng ta trả lời không không tốt nhé thì ông ấy đã có điểm ở cái phần part 2 rồi cái phần part 1 là nó có range đúng không và phần part 2 là gần như ông ấy có thể có một cái điểm chính xác của chúng ta rồi nhá ông ấy đã có một cái phần điểm một cái nhận thức một cái gọi là, là là là, nhận định nhất định về chính xác xem là thí sinh này đang ở đâu phần part 3 nó chỉ để push cái điểm lên thôi đó push lên đó ví dụ phần part 2 em đã có thể gọi là trình trình bày khá là tốt đúng không có thể gọi là rơi vào điểm 7 rồi phần part 3 em tiếp tục em xuất thần em nói như là lên đồng <laughs> em uh, gọi là 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 như là một cái phiên bản khác của bản thân mình uh, uh, lúc đấy nó sẽ được cộng thêm 0,5 nữa uh, thường nó sẽ là như thế nha cái cách thức đúng không cái uh, uh, quy chế chấm điểm của giám khảo nó không quan trọng bằng cái fluency và coherence đâu nha à fluency và coherence với lại pronunciation đâu Đấy bởi vì khi mà nó có độ trôi chảy thì đúng không? Giám khảo mặc định cũng sẽ nghĩ rằng là để mà có thể được trôi chảy như thế này ấy thì người ta cũng cần phải có một cái trình độ từ vựng nhất định. Và để trôi chảy như thế thì cái ngữ pháp người ta không còn bận tâm người ta khi mà nói, người ta không còn nghĩ đến ngữ pháp nhiều nữa. Tức là cái khả năng xử lý ngữ pháp cũng khá là cao. Đấy vì vậy cho nên khi mà chúng ta làm tốt được cái fluency và coherence và cái pronunciation thì mặc định giám khảo cũng sẽ đẩy được hai cái điểm Uh, của hai cái tiêu chí còn lại lên. Thì đây cái bản uh, nó gọi là ban descriptor thì thực tế ra nó được public ở trên mạng Google chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy được nó dễ rất là dễ dàng. đây cái này nó gọi là cái ban descriptor. thế thì chúng ta sẽ đi đầu tiên mình sẽ cùng gọi là giải thích rõ ràng cái ban descriptor này nhá với từng tiêu chí một được không? đấy và nào chúng ta sẽ đến với tiêu chí đầu tiên đó là fluency và coherence thì thực tế ra mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta đi thi thì đa phần mọi người sẽ muốn một cái điểm nó cao cao một chút đúng không thế cho nên là um, ví dụ chúng ta thường nhắm đến những cái điểm như kiểu 6 đổ lên vì vậy cho nên mình sẽ phân tích những cái mà nó gọi là từ 6 đổ lên thôi nhé chứ còn nếu mà năm ấy năm thực tế ra nó là một cái phần nó gọi là trung bình thôi thì mình sẽ bỏ qua đấy mình sẽ phân tích từ 6 đổ lên và đầu tiên chúng ta sẽ nhắm đến cái đó là fluency và coherence đó, fluency và coherence, độ trôi chảy và sự mạch lạc. Thì nào, điểm 6. Đầu tiên, nói chung là cái ông điểm 5 với ông điểm 6 thì có một cái sự tranh lệch nó lớn nhất đó là ông điểm 6, ông ấy có cái cái điều này này. Cái đầu tiên, nó gọi là is willing to speak at length. Nó sẵn sàng nói ở một cái cái độ dài. Còn ông 35 đúng không? Cái độ trôi chảy của ông 35 nó rất là nhát gừng, nó chỉ đơn thuần nó, uh, bập bẹ từng từ một thôi. Ví dụ bây giờ với một cái câu hỏi đó là à are you working or are you a student? Đúng không? Thì ông ban năm ông ấy sẽ bảo ờ am 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 a student. Đấy, đấy là một cái flow của ban năm. Nhá, còn ban 6 thì nó sẽ có một cái cái điều đó là cái sự sẵn sàng để mà nói dài hơn. Đấy, tức là một cái câu trả lời nó có thể dao động tầm khoảng từ 2 cho đến 3 câu. Nó sẽ có một cái độ dài hơn nhất định. Đó, thì đấy là cái khác biệt lớn nhất giữa ban 6 và ban 5. Còn lại những cái chi tiết như kiểu là sử dụng về từ nối hay là cái độ mạch lạc ấy Thì nó hoàn toàn là nó như nhau thôi Đó, nó chưa có bất cứ một cái điểm sáng gì về cái sự nó gọi là độ mạch lạc hay là Hay là cái cái các cái phép nối, các cái từ nối đâu Đấy nhá, cái đầu tiên của ông Ban 6 Đó là phải sẵn sàng nói dài từ 2 cho đến 3 câu cho một cái câu trả lời Chứ đừng có nói nhát gừng từng từ một đúng không? Uh, yes No xong rồi em dừng đấy Cái câu trả lời nó chỉ dừng có ở đấy Nó không có thêm có bất cứ một cái sự triển khai câu trả lời nào cả Thì đấy nó sẽ là không vượt qua được điểm 6 đâu nha Nó không lên được điểm 6 đâu Tiếp theo chúng ta cùng nhìn lên nha Mình phân tích từng cái một đúng không Is willing to speak at length Though may lose coherence at times Mặc dù nó có thể sẽ mất đi cái độ mạch lạc Coherence là độ mạch lạc mà Mất đi cái độ mạch lạc At times Đó là Uh, thi thoảng trong cái uh, cái cái buổi thi đấy, đấy nó sẽ mất đi cái độ mạch lạc tức là nó nói một cái cách nó không có bất cứ một cái sợi dây liên kết nào cả Đã. rồi tiếp theo này due to occasional repetition cái repetition là sự lặp lại nha sự lặp lại đấy, và cái tần suất lặp lại của cái người ban 6 ở cái fluency và coherence nó khá là nhiều đấy nói bởi vì á uh, chúng ta sẽ bị lặp lại do chúng ta bị thiếu từ này Thứ hai là chúng ta không nghĩ ra được idea thế cho nên mình lại nói lại cái idea vừa rồi. Đấy thì tức là mình sẽ bị 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 lặp đúng không? Và tiếp theo nó sẽ có một cái đặc điểm nữa gọi là self correction. Tức là thế nào? Self correction mình giải thích nhá. Correct đó là sửa đúng không? Và và ở đây có nghĩa là tự sửa bản thân. Tức là thế nào? Bây giờ mình nói một số những cái bạn kiểu trung bình khá đổ lên ấy đã bắt đầu có thể nhận biết được rằng là à mình nói mình cần phải chia động từ mình cần phải gọi là Uh, sử dụng đúng cái 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 dạng từ của nó. Ví dụ ở đây mình đang cần phải sử dụng danh từ đúng không? Nhưng mà bởi vì cái phản xạ nó chưa có tốt, đúng không? Ví dụ tôi đáng lẽ ra tôi phải chia trong quá khứ đơn thì em lại vô tình em nói hiện tại đơn nhưng mà em phát hiện ra điều đấy và em khựng lại, sau đó em tự sửa bản thân. Đấy, thì tự sửa bản thân nha, tự sửa cái phần mình vừa mới nói ấy, thường là về ngữ pháp thì nó gọi là self correction và điều đấy là một điều nên tránh. Nên tránh. Hesitation Thì đó là cái sự ngập ngừng khi nói Ngập ngừng bởi vì là mình cần phải nghĩ từ ấy, Mình cần phải gọi là nghĩ về mặt ngữ pháp Đúng không? Xong rồi là kiến tạo Cái câu trong đầu Thế cho nên mình sẽ có rất là nhiều cái sự ngập ngừng ở đây Và đấy cái đặc tính của ban 6 Là nó sẽ có rất rất nhiều cái tình huống như thế Xuyên suốt cái bài thi ừ. Tiếp theo thì Hầu như ban 6 là, là đã có thể Sử dụng được một số này Uses a range of connectives sử dụng được một số những cái từ nối rồi đa phần đúng không sử dụng được một số những cái từ nối ví dụ như kiểu là khi mà chúng ta triển khai ý chúng ta đi từ cái câu này sang câu khác em có thể sử dụng được từ besides bên cạnh đó đúng không rồi là also một số những cái từ nối đơn giản như thế thì uh, mình phân tích qua cái điểm ban sáu của fluency và coherence là nó là như thế đúng không cái độ trôi chảy đó nào sang đến điểm 7 nhé điểm 7 của độ trôi chảy khi mà chúng ta xử lý trong IELTS speaking đúng không? thì cái điểm 7 khác biệt rất lớn với điểm 6 ở chỗ đó là ông bảy ấy, ông ấy nói ông ấy không bị chật vật, ông ấy không bị gọi khó khăn, nói dài nhưng mà không bị khó. nào ví dụ ban 6 nó xử lý như thế này, nó sẵn sàng nói dài nhưng mà nó không có mượt ấy. đấy. À, ví dụ như cái câu hỏi vừa rồi nhá, are you working or are you a student đúng không? thì nó bảo là, à, I am a student, uh, I'm studying at Um, this school called Phan Bộ Châu School and is a high school. Uh, so yeah. Đấy thì đấy thường thường là ban 6 thì nó sẽ nói hơi bị gọi là giật cục như thế. Kiểu nó không có nó nó còn rất là chật vật nhưng sang đến ông ban 7 đây này nó speaks at length nó nói dài without noticeable effort nó không có bất cứ một cái 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 cái, cái sự chật vật nào mà có thể để ý được Đấy, without noticeable effort, effort là nỗ lực nói mà không cần phải cố quá nhiều. Đúng không? Nó, nó thích nói dài là nó nói được thôi, nó thích nói ngắn là nó, nó nói được thôi, nó không hề gọi là quá chật vật với cái việc đấy. Tiếp theo, uh, và đấy, đấy là cái điểm cái điểm khác biệt lớn nhất giữa ông 6 và ông 7. Đấy chứ còn các, các cái phần còn lại nhé, các cái phần còn lại thì hầu như nó đều như nhau, có thể là cái tần suất nó sẽ giảm thiểu đi một chút. Ông 7 cái độ trôi chảy của điểm 7 ấy, nó sẽ gọi là không có quá là nhiều chỗ nó sử dụng cái sự ngập ngừng đúng không? Rồi nó bị 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 lặp lại không quá nhiều. Đấy, cái tần suất nếu như ban 6 nó là tầm khoảng gọi là 50% chẳng hạn thì ban 7 nó tầm khoảng 30% thôi. Nha, nó sẽ giảm thiểu đi cái tần suất. Đó, sự sự khác biệt lớn nhất chúng ta chỉ cần lưu ý đó là ông 7, ông ấy nói dài mà không có khó khăn. Để nó nói nó cứ chiêu chiêu nó thoải mái nó nói đúng không? Ví dụ ông 7 ông nói thế này, I'm a student and uh, I'm studying at this school called Phan Bộ Châu High School and it's a, it's one of the most uh, prestigious schools in the nation. Thế là xong rồi. Đó, ban 7 nó sẽ nói mượt hơn một chút, nó nói dài mà nó không khó khăn. Ừ. Ok nhá. Và tiếp theo đến ban 8 Ban 8 của cái độ trôi chảy ấy nó khác biệt lớn nhất với ban 7 ở chỗ này là nó bắt đầu có cái dòng này. Đấy, nó có cái dòng thứ hai, ban 7 không có. Ban 7 không có. Đấy, ban ban 8 thì bắt đầu mới có sự khác biệt lớn nhất của ban 8 với ban 7 là cái dòng thứ hai. Develop topics coherently and appropriately. Nó triển khai cái chủ đề một cách rất là mạch lạc đúng không và phù hợp đấy ban tám là nó bắt đầu có cái yếu tố triển khai tức là bây giờ khi mà chúng ta đưa ra một cái câu trả lời mình sẽ có cái um, thao tác đó là mình sẽ triển khai mình sẽ thảo luận về cái câu cái câu trả lời vừa rồi có thể chúng ta phân tích về mặt lý do có thể chúng ta phân tích về mặt lợi ích về mặt nó gọi là tiêu cực đúng không rồi là có thể đi so sánh đấy là các cái cái ông ban tám thì ông ấy có thể làm được cái điều đấy rất là thường xuyên cái câu trả lời của chúng ta nó sẽ bắt đầu có cái độ phức tạp nhất định, nó triển khai rồi nó có thể đưa ra ví dụ và sau đó nó chốt lại cái câu trả lời của nó. Đấy thì đấy là ban 8 nhá. Cái độ trôi chảy của ban 8 thì tất nhiên nó sẽ gọi là mượt tương đối hơn với ông ban 7. Đấy ban 7. Ban 7 là đã có thể nói dài mà không chật vật rồi nhá nhưng mà ban 8 thì nó sẽ mượt hơn đấy, mượt hơn và nó sẽ có cái sự triển khai lớn nhất ở đây cái sự khác biệt giữa ban 7 và ban 8 đó là có sự triển khai topic đấy. Right. tiếp theo đến ông ban 9 nhà ban 9 thì cái yếu tố độ trôi chảy của ban 9 đó, nói tóm lại là nó cũng cũng, không có quá nhiều khác biệt so với lại ban 8 đâu tức là hai ông 8 và ông 9 ấy, nó đã mượt lắm rồi có chăng là ông Chín ấy, ông ấy triển khai cái câu trả lời một cách nó sâu sắc hơn Đây này, nó có một cái điểm khác biệt như sau Full Cái điểm thứ ba cái gạch đầu dòng thứ ba Develops topics fully and appropriately Cái ông Ban Tám thì nó mới chỉ là develop topics một cách nó coherently thôi Nhưng mà ông Ban Chín là full Thường chúng ta đến cái phần speaking part 3 thì chúng ta sẽ phải triển khai câu trả lời của mình và ở đây nếu như mà giám khảo khi mà nhận được cái câu trả lời của chúng ta ấy, mà không có bất cứ một cái bình luận nào không có bất cứ một cái câu hỏi đuôi tức là nó không thể nào nó nghĩ ra thêm một cái câu hỏi nào nữa để mà nó hỏi cho chúng ta về cái câu trả lời vừa rồi á thì coi như là chúng ta đã hoàn thiện được cái yếu tố nó gọi là develop topics fully fully triển khai một cách đầy đủ tức là đến cái mức giám khảo không còn bất cứ một câu hỏi nào nữa đặt ra cho chúng ta đấy thì nó gọi là fully đó chứ còn nếu nhá mà ông ấy vẫn có thể nghĩ ra thêm câu hỏi của cái câu trả lời vừa rồi á thì um, thì tức là chúng ta chưa fully rồi đúng không thì đấy đấy là cái điều đầu tiên mà mình phân tích cho chúng ta về yếu tố fluency và coherence vừa mới phân tích là chỉ khi nào đến cái tầm điểm 8 điểm 8 thì nó mới bắt đầu yêu cầu em phải phát triển cái topic đấy một cách nó sâu sắc chứ còn cái ông bạn cái ông ban 7 ấy, ông ấy nói có thể gọi là không cần phải phân tích sâu sắc đâu chỉ đơn thuần là à, nói làm sao cho nó dài ra thôi là được rồi có thể cái sự mạch lạc á nó không có 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 rõ ràng đâu nhé ban 8 nó mới bắt đầu yêu cầu chúng ta phải triển khai câu trả lời và triển khai ở đây tức là mình phải nói giống như kiểu là đang viết một cái bài writing ấy nào đầu tiên phải đưa ra idea idea xong rồi phải giải thích idea giải thích xong phải phân tích nó bằng những cái ví dụ đúng không rồi à, cuối cùng chúng ta mới sang được cái idea mới đấy và đấy nhá ban 8 thì nó mới yêu cầu chúng ta develop và ban 9 thì nó là develop theo kiểu fully ừ. và có thêm một cái điều này nữa mà trong ban descriptor nó không nói nó không có đề đề cập đến nhưng nhưng mình hôm nay trong cái livestream này mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người có nhiều bạn ấy tự tin về cái khả năng phân tích câu trả lời của mình đúng không và tự tin cũng 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 rất là tự tin về cái lượng từ vựng cao cấp mà mình dùng được nhưng mà khi mà nhận điểm thì nó mới nó chỉ gọi là lẹt đẹp ở tầm khoảng sáu rưỡi hoặc là bảy nó không lên được bởi vì có một điều mà chúng ta không có làm được trong cái phần fluency và coherence Mà mình đã nói rồi, đúng không? Nếu fluency và coherence mà nó bị ảnh hưởng ấy Thì các cái yếu tố khác nó sẽ bị kéo xuống Đó là cái việc mà chúng ta nói nó bị giật cục quá Nó chưa có có một cái kỹ năng nó gọi là chăng kinh Chưa có kỹ năng chăng kinh Chăng kinh là một kỹ năng rất là cao cấp của pronunciation và khi mà chúng ta chăng kinh tốt thì tức là cái fluency của chúng ta cũng sẽ được đẩy lên tức là em nói một cái ý nó nó theo theo cả một cái cụm luôn chúng ta nói trong một hơi đó thì đấy là cái 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 myth mà trong cái cái biểu điểm nó không có đó, tức là bây giờ ấy trong một câu đúng không chúng ta sẽ có động từ có chủ ngữ có tân ngữ và cái câu đấy làm sao mà chúng ta diễn ra diễn đạt được nó trong một hơi nói thôi nhá yeah. i'm a student chứ không phải là i am a student tự nhiên nó bị có một cái cục có một cái cục nó, nó 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 bị ngăn cách giữa một cái flow đấy đúng không chúng ta phải duy trì được cái flow nhanh nói trong một hơi thôi đúng không ví dụ như là à um, i think social media offers a bunch of benefits đó nó sẽ là thành cả một cái cụm như thế chứ không phải là i think social media um, offers a bunch of benefits nó không phải là như thế nha mà nó đi cả một hơi đó, nó đi cả một tràng luôn thì đó là một cái yếu tố của fluency. Nếu chúng ta làm được cái điều vừa rồi nhá. Cái kỹ năng nó gọi là trăng kinh á. Thì chắc chắn là cái điểm fluency nó sẽ được đẩy từ 7 lên 8. Nói nghĩ thôi. Đừng có quan tâm về vocab nhiều quá. Hãy quan tâm nhiều hơn đến fluency. Và làm sao diễn đạt được cái đấy trong một hơi. Đừng có giật cục. Nhá. Trong một hơi nói liền mạch. Thì đấy. Đó là cái điều mà trong 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 uh, fluency và coherence ở cái biểu điểm nó không có nó không có nhưng mà đấy là cái cái tư duy giám khảo nó sẽ nhìn nhận vào cái điều đấy và nó chấm điểm cho chúng ta nếu không không vượt qua được cái 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 điểm 7 ấy, là bởi vì chúng ta nói nó vẫn còn bị giật cục nó còn bị giật cục nó chưa trôi nha chưa chưa trong một hơi mà nó diễn đạt được cả cái câu đấy đó rồi uh, và đấy là cái đầu tiên fluency và coherence chúng ta cùng đến với lại cái thứ hai đó là cái lexical resource rồi cái lexical resource tiêu chí thứ hai để mà giám khảo dựa vào chấm điểm cho chúng ta đó là vocab vocab đúng không vocab nào thế thì uh, uh, mình đọc qua nhá Thực tế ra mình đã nói rồi Vocab thì nó không có quan trọng lắm Thế cho nên mình chỉ qua một số những đặc điểm chính Từ ban 6 đổ lên Ông ban 6 đây này Ban 6 về vocab là nó có một cái Wide enough vocabulary Để mà discuss cái topics at length Có thể nói dài Có thể nói dài Và có tương đối Đủ vocab tức là nó còn chật vật rất là nhiều đúng không nó còn phải gọi là dừng lại nó nghĩ ra từ nó mất rất là nhiều thời gian để nó nghĩ ra từ và nó 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 cái cái lượng từ vựng của nó không có rộng thế thì bằng chứng nào để mà nói là từ vựng không rộng tức là nó sử dụng từ vựng nó lặp lại nhiều cái từ đấy nó bị lặp lại nhiều trong cái câu trả lời đó thì đấy là ông ban sáu rồi tiếp theo ấy ông ban sáu này generally paraphrases successfully nói chung nói chung là ông ấy có được cái khả năng paraphrase thành công. Ừ. Paraphrase đó là cái việc chúng ta diễn đạt một cái ý tưởng, một cái khái niệm theo nhiều cách khác nhau về mặt vô về mặt ngôn ng ngôn từ. Thường ở đây là mọi người sử dụng cái từ đồng nghĩa, nhưng mà những cái người trình độ cao thì người ta có thể sử dụng từ họ hàng. Nha, người ta uh, ví dụ đang ở dạng danh từ, người ta biến thành tính từ sau đó thì nó sử dụng một cái cấu trúc tương đương với cái tính từ đấy đó thì ông ban ban 6 thì nói chung là paraphrase nó còn tương đối nhiều cái lỗi nhưng mà nhìn chung có thể thành công rồi có thể đưa ra được một cái từ đồng nghĩa mà nó cùng trường nghĩa rồi cái từ đấy chưa chắc là nó hoàn toàn bằng với là cái từ ban đầu đâu cái từ của câu hỏi đâu nhưng nhìn chung là ok đấy và chúng ta paraphrase thì một cái thao tác như thế này này nghe câu hỏi đừng có lặp lại từ khóa của câu hỏi, thế là được. Nha ví dụ bây giờ nó hỏi là What do you like? What do you like about uh, your school? thì cái từ like, từ like, từ ưa thích, ấy, từ yêu thích nó sẽ là từ khóa và em tốt nhất là em nên paraphrase cái từ khóa này, đừng có lặp lại từ like nữa. Đúng không? Ví dụ I enjoy, tôi enjoy, đấy tôi thích, đúng không? đơn giản như thế thôi là à paraphrase nó được gọi là thành công rồi. Lên đến ban 7 nhá Ban 7 là nó có lượng từ vựng chủ đề. Đấy nó bắt đầu có những từ vựng nó, nó nó liên quan đến cái chủ đề đấy rồi. Environment, môi trường thì nó phải có những từ như kiểu là pollution, đúng không? Rồi là um, ví dụ như thế nào được nhỉ? Uh, fossil fuels, nhiên liệu hóa thạch ấy. Đấy nó sẽ có những từ như thế liên quan chủ đề và đấy là của ban 7. Và tiếp theo ban 7 nó khác biệt lớn so với ban 6 như thế này. Nó có này, use some less common and idiomatic vocabulary. Nó ban 7 nhé, ban 7 là nó bắt đầu sử dụng đến cái ngôn ngữ được gọi là thành ngữ, tục ngữ Và những cái từ vựng nó ít phổ biến Tức là nhìn chung chúng ta có thể hiểu là từ C1, C2 à, Đúng không? À, từ C1, C2 thì nó gọi là less common Đấy, nhưng mà ông ban 7 nhé, thì ông ấy sử dụng những cái từ này Đã bắt đầu thường xuyên rồi trong cái bài nói của mình rồi ấy, nhưng mà cái độ chính xác nó chưa hoàn toàn là hoàn thiện đâu nha yeah, nó còn sai tầm khoảng 30% sử dụng từ cao cấp đấy nhưng mà sai tương đối nha yeah, sai vẫn còn sai tầm khoảng 30% gì đấy um, cái lượng từ vựng nó bắt đầu có cái độ rộng rồi đúng không có thể sử dụng được những từ cao cấp nhưng mà vẫn còn sai và đã thể hiện được cái này này awareness có nghĩa là thể hiện được cái cái nhận thức về cái phong cách dùng từ và cái collocation Tức là dùng từ ít nhất là nó cũng có thể đi theo đúng cái giới từ của nó rồi đúng không? Ví dụ như awareness thì nó phải đi từ of. Đấy, awareness of something thì đấy là nó được gọi là collocation. Tháng ban 7 là nó show được cái đấy rồi. Nó nó show được cái đấy, cái đấy rồi. Uh, còn ban 8 với là ban 9 đổ lên ý, thì đa phần nó là tương nó là hoàn thiện về độ chính xác thôi. Tức là nó dùng nó dùng từ nó dùng vocab á nó không còn cái sự sai quá nhiều đâu. Đấy ở ban 7 thì còn sai 30% về cái bối cảnh dùng từ cái độ chính xác của từ nhưng mà ban 8 thì nó tụt xuống còn tầm khoảng 10% tức là hi hữu lắm. nha hi hữu thì nó sai. Đó, nó bắt đầu precise meaning rồi. nhá, nó có cái ý nghĩa chính xác rồi. Hi hữu nó thi thoảng một hai tình huống thì nó có thể sự sử dụng gọi là sai một tí nhưng mà hầu như hầu như là phải 90 90% là nó đúng đấy là nó đúng về vô và tất nhiên cái lượng vô cáp phức tạp của nó thì cũng có nhé có uh, tương đối so với lại ban 7 hai ông này nó đều được gọi là sử dụng một cái lượng vô nó rất là rộng và linh hoạt còn uh, gần như uh, cái uh, ban chín là nó chính xác 100% không có bất cứ một cái chỗ nào nó sử dụng sai về vô đấy Uh, và để mà sử dụng vocab tốt ấy, thì đa phần mọi người cần phải đọc nhiều. Thấy nó hơi khác đúng không? Mặc dù đây là kỹ năng speaking nhưng mà chúng ta phải đọc nhiều thì chúng ta mới có được cái precision, có được cái độ chính xác về dùng từ. Đấy, để thường nhé Mình khuyên mọi người, khuyên học viên của mình ấy đó là để mà tốt speaking, cái khả năng nói với em tốt hơn, em đọc những thứ gì mà nó có nhiều hội thoại, đọc truyện tranh, đọc uh, đọc truyện. Đây nó có nhiều hội thoại là chúng ta sẽ bắt trước được như thế đúng không? bắt trước được cách cách dùng từ. Ok nói chung về từ vựng là nói như vậy nhá. À, mình thấy rằng là về từ vựng thì tốt nhất là mọi người những cái bạn trình độ trung bình khá hiện tại em đừng nên quan tâm đến từ vựng. Em hãy quan tâm đến fluency và coherence nó sẽ cho chúng ta cái điểm nó tốt hơn. Đấy, thật với mọi người là như vậy. Tiếp theo đó là về grammar. Nào grammar thì nó có hai thứ đó là range and accuracy và các bạn thử comment cho mình xem là với hai yếu tố này thì tất nhiên nó sẽ chấm điểm như sau nhé nó sẽ có điểm range riêng và nó sẽ có điểm accuracy riêng và sau đó nó sẽ có điểm tổng của cái điểm grammar và mọi người nghĩ xem là bây giờ cái range hay là cái accuracy nó sẽ quan trọng hơn nào chúng ta vì mọi người thử comment cho mình xem là với cái điểm ngữ pháp thì cái độ rộng về mặt ngữ pháp hay là cái độ chính xác nó sẽ quan trọng hơn đấy chúng ta nhận hiểu được cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ biết được ngay rằng là làm thế nào để tăng được cái ngữ pháp lên đúng không accuracy các bạn bảo là accuracy độ chính xác nhiều bạn đúng không nhận định là độ chính xác nhưng mà thực tế ra <laughs> nó là range đó giám khảo sẽ quan trọng cái range hơn nha quan trọng cái range hơn chứ còn cái accuracy á thì uh, nó không quan trọng bằng cái range tức là thế này mình phân tích cho mọi người nhé đây là những điều mà không bao giờ chúng ta nhìn thấy trong cái ban descriptor nó rõ ràng đâu nào đây phân tích riêng cho chúng ta này với cái cái uh, cái grammar thì điểm range nó sẽ quan trọng hơn điểm accuracy range ví dụ bây giờ range em được tầm khoảng 5 Tức là em chỉ có sử dụng những cái câu đơn đúng không? Em nói những cái câu đơn thôi, những cái câu mà ngữ pháp đơn giản, em chỉ có hiện tại đơn em sử dụng thôi. Thì tất nhiên range nó chỉ tầm khoảng 4 năm rồi. Đấy. Và kể cả như thế bởi vì ngữ pháp nó đơn giản đấy thế cho nên accuracy của em rất là cao, đúng không? Cái cái sự chính xác về mặt ngữ pháp của chúng ta có thể lên đến 8. Nhưng mà ấy, điểm tổng nó chia ra cho chúng ta overall của grammar ấy, nó chỉ có gọi là 6 thôi. Đấy bởi vì thằng range nó không đáp ứng đủ đúng không thậm chí nó còn năm ấy đấy vì vậy cho nên á, giám khảo sẽ reward chúng ta cái điểm nó tốt hơn nếu như mà chúng ta sẵn sàng risk sẵn sàng liều để mà tăng được cái range liều để tăng được cái range lên nhá thì lúc đó ông ấy sẽ sẽ, sẽ cho cái nỗ lực của chúng ta đúng không cái điểm nó xứng đáng hơn ví dụ bây giờ bạn sử dụng được thêm một số những cái tình huống như kiểu là mệnh đề quan hệ đấy hiện tại hoàn thành, em đặt ra thêm được một vài câu điều kiện nữa. Đó rồi em, em em cố gắng sử dụng thêm một cái thức giả định chẳng hạn đi, ở trong một cái phần speaking part 3 thì thức giả định nó khá là dễ sử dụng. Đấy thì range lúc đó nhé hoàn toàn nó có thể lên được 7 và accuracy bây giờ kể cả 6 điểm của em vẫn được 7 thôi. Cái GRA nó vẫn được 7. Đó, nó sẽ kéo được điểm đến điểm range sẽ quan trọng hơn điểm accuracy. Hãy nhớ là như thế vì vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng làm sao gia tăng được cái range cái range thì thực tế ra này nó dễ tăng lắm có gì đâu em có cái số lượng câu uh, chúng ta có như sau nha để mà tăng được cái range thì hãy cố gắng trong cái bài nói của mình ấy thứ nhất là có tất nhiên phải có sự xuất hiện của câu đơn simple simple sentence thứ hai sự xuất hiện của câu uh, câu ghép compound sentence ừ nói chung là nó sẽ là sv sau đó rồi chúng ta sử dụng fanboys đúng không cái từ n á sv đấy thì cái sự xuất hiện của câu compound nó khá là dễ dàng và tiếp theo nên có cái câu này complex sentence đó câu phức nhá câu phức thì em có thể đặt ra một cái yếu tố là because thôi đúng không đấy sau này đưa ra một cái kết quả như thế này rồi là ví dụ although sv sau đó sv thế thôi đặt ra một cái câu như thế mặc dù tuy nhiên Ừ. nhưng mà chúng ta thường có một cái lỗi đó là chúng ta sẽ thêm cái từ bất ở đây đúng không? Đấy. rồi là because so. Đây là cái lỗi của thường những cái bạn ban 6 là chúng ta vẫn còn dịch từ tiếng Việt sang đó. thế cho nên là hay sử dụng so chỗ này là sai. Thế là sai đấy nhá. Rồi. Rồi tiếp theo em ném vào một um, hai ba cái mệnh đề quan hệ. Quan hệ. Mệnh đề quan hệ là một cái kiến thức ngữ pháp cũng tương đối là cao chứ. Đúng không? Rồi là em sử dụng uh, hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn chẳng hạn thay vì em bảo rằng là i live ở một cái nơi này đấy đúng không? thì em bảo là i've been living. Như thế thôi là có yếu tố xuất hiện của hiện tại hoàn thành tiếp diễn rồi nhé Nói chung là cái bọn hoàn thành ấy cái thì thời hoàn thành là cái thì thời cao cấp. Thế cho nên chúng ta cũng cố gắng làm sao sử dụng được để cho cái điểm range nó tăng lên nhá. Yeah. Ừ, rồi một số câu điều kiện nữa thế là xong. Điểm range khi mà nó có một số câu đấy này điều kiện thì chắc chắn là nó có thể đẩy lên điểm đỉ, 7 rồi. 7 về range nhá. Và kể cả accuracy lúc đấy em chỉ được có 6, được có 5 thôi thì lúc đó điểm overall của ngữ pháp của chúng ta nó vẫn cao. Vẫn cao, yên tâm. Bởi vì á mình giải thích vì sao cái accuracy nó không có quan trọng bằng cái cái range nhá. Đây này, bởi vì nó có cái chữ này trong trong biểu điểm. Error free đâu nhỉ? Đây. Error free tức là nó chấm cái điểm ngữ pháp độ chính xác của chúng ta theo cái tổng số lượng câu đúng. Cái số lượng câu không có bất cứ một cái lỗi ngữ pháp nào của chúng ta. Đấy, những bạn ban sáu về điểm ngữ pháp nhá thì cái cái tần suất sai nó là còn tương đối là rất là nhiều, có thể rơi tầm khoảng 30%. Đấy, tức là cứ nói ba câu đúng không thì em sai một câu về mặt ngữ pháp cứ nói ba câu sai một câu về mặt ngữ pháp đấy độ sai nó vậy nhưng mà vẫn có thể đạt điểm 6 đấy, bởi vì cái error free thì tức là cái số câu nó tính tổng số câu không có lỗi cơ không có lỗi chứ không phải nó bắt từng tí từng tí một đúng không ví dụ bây giờ một số bạn hiểu rằng là à ví dụ tôi có 10 lỗi ngữ pháp thì điểm 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 điểm, điểm ngữ pháp của tôi chỉ còn có 6 còn có 5 không phải nghe nó không đếm nó không đếm từng lỗi một Ai đâu đúng không? Ai dỗi hơi đâu mà đếm từng lỗi một Mà nó sẽ để ý xem là à một cái lượng tổng Một cái uh, cái phần trăm về số lượng câu đúng 100% về mặt ngữ pháp Đó Nào vì vậy cho nên cái range nó sẽ quan trọng hơn nhá Và chúng ta để ý ban 6 này Ban 6 đó là a mix of simple and complex structures Ban 6 bắt đầu có yếu tố của câu phức rồi Câu phức đúng không? Nhưng with limited flexibility cái độ linh hoạt của nó rất là là hạn chế tức là tôi chỉ dùng được một dạng câu phức thôi và tôi dùng nó tầm khoảng 3 cho đến 4 lần trong cả cái bài thi đấy còn lại không có bất cứ một cái sự xuất hiện của câu phức khác câu phức chúng ta phải hiểu là nó nó có rất là nhiều câu phức nhé à, mình có đưa ra trên cái page của mình ấy một cái bảng nó tổng hợp toàn bộ những cái liên từ của câu phức để mà tạo ra được câu phức cơ đó à, đấy ban 6 là nó như vậy mix tức là có sự xuất hiện của câu đơn và sự xuất hiện của câu ghép cũng như là câu phức rồi nhưng nó bị hạn chế đúng không nó bị hạn chế nó chỉ có một cấu trúc nó dùng đi dùng, dùng lại thôi ban bảy ban bảy nhá thì đó là gọi là arrange arrange tức là nhiều rồi đúng là một giải rồi à, có thể ví dụ mình đếm được đâu đó tầm khoảng à, mười mấy cái cấu trúc của câu phức thì những bạn ban 7 có thể sử dụng được 3 4 3 4 cấu trúc. 3 4 là nhiều rồi đấy là một được gọi gọi là một range rồi đấy, bởi vì cái ngữ pháp nó còn phụ thuộc vào cái ý chúng ta muốn diễn đạt cơ. Đó, with some flexibility với một vài những sự linh hoạt nhất định rồi. Và ông ban 7 nhá, ban 7 ở mặt ngữ pháp ấy nó tương đối là xa so với lại ban 6 bởi vì là đây này nó frequently produces error-free sentences các cái câu nói của ông ban bảy là nó phải đến 85% là nó chính xác về mặt ngữ pháp, không 90% đấy ban bảy 90% là nó không, nó chính xác về mặt ngữ pháp rồi nó không còn lỗi đâu, nó không còn lỗi quá nhiều đâu, tất nhiên nó vẫn còn một vài tình huống đúng không? nhưng mà hầu như là 90% cả cái bài thi nó đúng về mặt ngữ pháp, đấy là ông ban bảy, đấy ban bảy, rồi uh, ban tám thì sao? ban tám thì chẳng qua là các cái dạng cấu trúc của nó thì nó đa dạng hơn thôi ví dụ ở đây là bốn cấu trúc câu phức đúng không thì ở bên trên nó có thể sẽ dùng thêm được cái thức giả định à, nó dùng thêm được cái câu uh, điều kiện loại 2 đấy nó dùng thêm được uh, cái đảo ngữ thì đó là ông ban 8 Nha, ban 8 và ban 9 thì à nó full range full range đấy full range nó thích cái gì là nó dùng được cái đấy nó nói mà nó không cần phải nghĩ về mặt ngữ pháp nữa thì đấy là được gọi là ban chín nhà ban chín rồi à, cái này nó khá là thú vị này có cái dòng thứ hai của ban chín nó khá là thú vị produces consistently accurate structures apart from slips ngoại trừ những cái tình huống nó gọi là slips thế thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là lỗi ngữ pháp đúng không cứ lỗi nào là nó cũng sẽ bị trừ điểm không phải đâu nó sẽ có một số cái nó được gọi là slips thế thì ví dụ nhá người bản xứ. Á, người bản xứ người ta cái từ hu với từ hum ấy khi mà trong văn nói người ta không có phân biệt đâu. Cái từ hu với từ hum đại từ đấy thì trong văn nói nó không phân biệt đâu thế cho nên là khi mà chúng ta đi thi chúng ta nói mà nó bị sai ở cái từ hu với từ hum á thì uh, hoàn toàn cái điều đấy nó có được có thể được bỏ qua. Không có vấn đề gì bởi vì nó là cái slip, nó là cái đặc thù của người bản xứ người ta cũng chẳng có quan tâm ra là who với whom đâu đâu đúng không? đấy, thế cho nên là cái điều đấy là cái điều châm trước được. nhưng mà cái sai ví dụ như kiểu quên chia động từ á, nói trong cái thì thời quá khứ nhưng mà lại không chia động từ về quá khứ, cái đấy là nó bị trừ nặng đấy. đấy. nó không gọi là slip nữa, đúng không? nó không gọi là slip slip nữa, đấy mà nó bị trừ rất là nặng. rồi thì đó là ngữ pháp nhá. cái myth chúng ta đã đào ra được đó là điểm range quan trọng hơn điểm accuracy đấy điểm range vì vậy cho nên hãy cố làm sao nhồi được vào thêm một vài cái mệnh đề quan hệ một một vài cái mệnh đề danh từ um, câu uh, điều kiện hãy cố gắng sử dụng ừ. rồi và cái cuối cùng chúng ta phân tích ở đây đó là pronunciation ừ, thì thực tế ra mình thấy rằng là pronunciation đó đa phần ban 6. ban 6 là nó nói nó cũng khá là ổn rồi đúng không cái phát âm nó không còn gượng gượng nữa đâu, nó không còn gọi là hơi thô như là các cái ông ở ban thấp hơn nữa đâu. Đấy ban 6 là nó này, uses a range of pronunciation features, có thể sử dụng được các cái đặc điểm phát âm. Ừ. với mixed control, với cái sự nó gọi là kiểm soát. Lúc này mixed thì tức là lúc được, lúc không. Điển hình nhé, cái nối nối âm ấy, chúng ta biết là cái cái nối âm là một cái đặc thù của người bản xứ đúng không một cái pronunciation feature đó là cái nối âm Đây. thì lúc nối được lúc không nối được nó bị vấp thì đấy nó gọi là mix control đó rồi uh, tiếp theo đó là show some effective users uh, use of features but this is not, but this is not sustained nhưng mà nó không được duy trì câu ban sáu là nó bị vấp tương đối nhiều về mặt về mặt phát âm vẫn còn vấp nhiều lắm nó nó không có mượt thẳng một đường được đúng không? À, để mà lên được ban 7 thì em làm sao mà em gia tăng được cái cái độ à, em giảm thiểu được cái độ vấp thôi là được rồi. Ừ. bởi vì ấy, cái điều của ban 7 này shows all the positive features of ban 6 and some. Ừ. nó nó đã thể hiện được tất cả những điều tích cực của ban 6 đúng không? Nhưng mà nó chưa có thể nào mà tiệm cận lên được ban 8 bởi vì nó còn thiếu một thứ thứ một số những cái thứ gì đó. Đó. Thì ở đây những cái đẹp, những cái khác biệt giữa 9, 8, 7, 6 nó là cái pronunciation features và cái sustainability, cái khả năng duy trì và cái gọi là sự xuất hiện của các cái đặc điểm phát âm. Chủ yếu nó là các đặc điểm phát âm bởi vì ban 6 nhá, a range. Ban ban 8 này, a wide range. Ban 9 a full range. Đó, nó khác duy nhất ở đó là cái pronunciation feature. Thế thì mình bắt đầu phân tích ra cho mọi người xem là à các cái đặc điểm phát âm. Nó là cái gì? Và giám khảo sẽ để ý đến những cái thứ gì đúng không? Nào, các cái pronunciation features. Đặc điểm phát âm nhá. Đó, nếu mà chúng ta duy trì được và làm chính xác được những cái thứ này thì chắc chắn điểm phát âm của chúng ta sẽ lên thôi. Đầu tiên á, nó sẽ là cái uh, âm đơn. Individual sounds. Đó, các cái âm đơn, nói chung là các cái IPA, ấy, chúng ta khẩu hình miệng mà chúng ta đặt nó chính xác đúng không? Thì cái âm đấy nó phát ra rất là chính xác. Đấy cái individual sounds, các cái âm đơn chúng ta kiểm soát. Thường mình thấy rằng là các bạn trung bình khá thì các âm đơn phát âm tương đối rồi, đúng không? Không có sai nhiều lắm. Đó, âm đơn thường là cái dễ nhất nhé, dễ nhất bởi vì ban đầu mới học tiếng anh thì ai chả học gọi là từng âm đúng không? từng âm một đó cái khẩu hình miệng thứ hai đó là um, cái uh, cái stressing tức là cái mà chúng ta gọi là 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 trọng âm đấy và cái này là cái dễ thứ hai bởi vì khi mà chúng ta nói đúng không thì thường ở uh, tiếng anh nó sẽ là đi theo một cái cái tông đi xuống đó, và hầu như chúng ta nhấn được cái trọng âm nó chính xác cho một từ cái trọng âm Tuy nhiên ở level cao hơn của trọng âm thì nó sẽ là trọng âm của câu Trọng âm của câu Trọng âm của từ thì mình thấy rằng là hầu như là mọi người không có sai của từ Các bạn ban 6 không có sai mấy đâu Nhưng mà trọng âm của câu thì nó nhiều khi nó không có kiểm soát được Nó sẽ tùy thuộc vào cái cảm xúc diễn đạt của em Và nói chung nhá nhớ một cái điều như thế này để mà tăng được cái khả năng về trọng âm này Đó là chúng ta làm sao chúng ta xuống xuống giọng cho các câu gọi là xuống giọng chúng ta xuống giọng cho cái câu nói của mình đấy thì đấy đúng không tiếng anh nó sẽ gọi là đi theo một cái đường và nó sẽ đi xuống nhé câu hỏi thì nó sẽ đi lên còn bình thường khi mà nói thì mình sẽ đi xuống đó hạ giọng xuống đấy thì đấy là cái stressing của câu rồi tiếp theo một cái feature nữa nhé trọng âm đó thế cho nên cái kỹ thuật của chúng ta là làm sao mà xuống giọng được không Để xuống giọng chứ còn người việt chúng ta hay bị nói theo kiểu mà nó lơ lử bị bị cao giọng lên quá ấy. thế cho nên là nó hơi bị kỳ cục tiếp theo nhé đó là cái contraction contraction à không cái tiếp theo thì đó là cái linking sounds cái khả năng nối âm của chúng ta nối âm thì thực tế là nối âm là một cái phạm trù mà nó rất là rộng nhưng mà đa phần ban đầu khi mà chúng ta mới học là chúng ta cũng có thể nối được một số những cái thứ nh thứ đơn giản rồi ví dụ như là giữa cái trọng uh, giữa hai cái phụ, cái nguyên âm đúng không thì cái âm s nó sẽ chuyển thành âm Z. đó ví dụ đấy là một cái của nối âm cái này chắc là mình không cần phải nói lại nhiều nối uh, âm nối âm thì ví dụ càng lên level cao thì cái khả năng nối âm nó càng có thể duy trì được từ đầu cho đến cuối nối âm nó rất là tự nhiên nhé thực tế ra cái người bản xứ khi mà người ta nói người ta cũng chẳng để ý là mình phải nối âm đâu mà nó đã tạo thành một cái điều gì đó tự nhiên trong não của người ta rồi theo cái phản xạ của người ta rồi đó nối âm thứ tư đó là contraction chúng ta cứ làm đủ tất cả những cái thứ mà mình gọi là pronunciation features và có thể duy trì được nó thì điểm phát âm tự tự khắc sẽ cao contraction là gì đó rút gọn âm nhá. Yeah. Rút gọn âm um. uh, tức là thế nào? Ví dụ bây giờ ấy, trong cái bài nói của chúng ta, chúng ta có một số tình huống mà em có thể thay vì nói là I will em bảo là L. Thế thôi, đúng không? L. Đấy, rồi là I I had to, Đấy, I had to hoặc là kiểu I I had cộng với lại một cái V3 chẳng hạn quá khứ phân từ đó. Đấy. Đây là cái quá khứ hoàn thành, đúng không? Thì em chuyển thành I. Đấy rồi là I would. I Ok chưa? Đó là rút gọn âm nhá. Và tiếp theo thì uh, cái thứ cái thứ năm, cái thứ năm, cái thứ năm. Những cái ông ban 6 thì có thể ông duy trì được những thứ này rồi đúng không? Nhưng mà sẽ không có những cái tình huống của những cái thằng ở phía bên trên nó xuất hiện. Cái thứ năm này, cái thứ năm. Cái thứ năm từ từ mình nhớ lại xem nào, nó là cái gì ta? Đây, đấy. Rồi nhá. Cái thứ tư đúng không? Đây là mình đang đầu tiên đó là các cái âm đơn, thứ hai đó là trọng âm thứ ba đó là nối âm thứ tư đó là rút gọn âm thứ năm thì đó là reduction giảm âm đó giảm âm thứ năm đó là reduction là giảm âm à, nhìn chung thì cái âm square chúng ta làm nên biết hay được gọi là âm ơ ấy thì đó là âm phổ biến nhất trong tiếng anh à, khi mà một cái nguyên âm nó không được nhấn thì nó sẽ giảm thành âm ơ rất là đơn giản Thì đấy nó gọi là giảm âm Và ban 7, ban 7 Ban 6 chưa chắc đã giảm âm được đâu Nó nói nó còn giật cục mà Nó phát âm theo kiểu nó hơi dô bút Thế cho nên là nó chưa có độ mượt Đấy và đến ban 7 nhá Là bắt đầu có cái reduction rồi Bắt đầu có giảm âm rồi Bắt đầu có giảm âm Đó, giảm âm Nhìn chung mình vừa giải thích đúng không Đó là những nguyên âm mà không được nhấn Thì sẽ được giảm thành âm ơ mình uh, ví dụ một cái từ như thế nào nhỉ uh, Mình ví dụ một cái từ nhé Mình ví dụ một cái từ như thế nào được nhỉ À đây Nào uh, lấy luôn cái từ này đi cho chúng ta hình dung cho nó dễ dàng Đấy thì có phải là những cái bạn ban 6 hoặc là thấp hơn ấy Thì sẽ đọc nó hơi khô Nó là pro đúng không Các bạn ấy sẽ thành là pro Pro năm ví dụ như thế đi Có thể các bạn sẽ đọc như thế này Nhưng mà à, giảm âm á Thì nó thành là pr pr Đấy, pr đúng không? pr đấy, nó là như thế cơ mà Chứ có phải là đâu Đâu là chúng ta phát âm Nó nó, nó, nó không nó chưa có cái yếu tố giảm âm ở đấy Rồi, thì đấy là cái thứ năm nhé Cái thứ năm bắt đầu ban 7 rồi Tiếp theo này, ban ban 8 đổ lên này Nó, nó có, có cái này mình không biết nên gọi trong cái tiếng tiếng Anh nó là cái gì. Nhưng mà nó gọi là uh, mình cũng không biết nên gọi nó là cái gì nhỉ, cũng gọi là withhold nhá. À uh, withholding. Withholding sounds. Đó. Thì nào withholding sounds thì uh, nói chung mọi người nên hiểu nó là chặn âm. Chặn âm, âm chặn. Tức là thế nào? Đây, cái ông ban 8 này, ban 8 cộng đổ lên ấy là nó có cái kỹ thuật chặn âm rồi. Chặn âm tức là nhiều khi chúng ta nói chúng ta muốn duy trì cả một cái flow nhưng mà bởi vì chúng ta để ý quá nhiều đến các cái âm cuối, cái ending sao của nó. Cái ending sao thì nó đã đã nằm ở phía bên trên uh, chỗ này rồi nhá. and ending sounds đúng không? Bởi vì đấy là âm đơn mà. Đúng không? Ừ ending sao tức là cái âm cuối và thường các bạn để ý quá nhiều đến cái âm cuối này. Ví dụ ở cái tình huống mà chúng ta sử dụng uh, quá khứ. Đấy ví dụ em uh, sử dụng cái từ uh, như thế này nhé uh, mình uh, lấy một từ đây. revise đúng không? revise là ôn bài ấy thì khi mà chúng ta thêm ed vào thì nó có phải là revised đúng không? Nó sẽ có cái âm t ở đấy. Đấy và khi mà chúng ta nói liền với một cái từ khác My hộ my my ví dụ my lesson chẳng hạn đi, uh, the lesson chẳng hạn. Rồi, thì lúc này thường các bạn ban 7 thì vẫn còn rất là để ý đến phát âm đúng không và vẫn còn kiểu như là khựng lại ở chỗ này để mà bật âm t. Đấy, bật âm t thì khi đó nó sẽ bị gọi là có một cái pause, có một cái tình huống nó bị giật lại nho nhỏ ở chỗ này và nó không trôi, nó không trôi, nó không đi theo một cái flow nhất định á. thì lúc đó cái điểm đấy nó, nó chưa lên được đến 8 Nhà nó bị dừng lại nó bị khựng lại ừ. thế thì chặn âm tức là thế nào chúng ta sẽ để cái khẩu hình miệng ở cái âm cuối đấy nhưng mà không bật lên để nó ở âm cuối đó nhưng mà không bật lên đấy nó không phải là revised the lesson đúng không nó bị khựng lại mà nó sẽ là revised the lesson revised the đúng không nó sẽ nối luôn như thế vào làm sao mà nó nối luôn được như thế thì thường á chỗ này là nó phải chặn âm nó phải chặn lại cái âm tê Đấy nó không có bật lên cái âm T đâu mà nó sẽ nối luôn với từ the đằng sau này. Đó. Rồi đấy là kỹ kỹ thuật chặn âm nhá. Nhìn chung đó là chúng ta đi theo cả một cái 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 flow nó không bị khựng lại. Chúng ta sẽ gọi là giữ cái miệng, cái khẩu hình miệng ở cái âm cuối đó của cái từ đằng trước nhưng mà không bật nó ra. Nhá thì đấy nó gọi là chặn âm. Đấy của bán 8 đổ lên rồi đó. Ừ rồi thế còn ban 9 thì sao nha ban 9 đổ lên thì nó cái phát âm này nó có cái này này nó có cái chăng kinh này And, uh, uh, nó gọi là emotion đúng không không à trăng kinh và và intonation đó in từ từ intonation rồi ban chín á nó có hai thằng này ừ, nó thể hiện được cái đầu tiên là intonation tức là cái sự lên xuống rất là mượt mà của nó đấy nó muốn thể hiện cảm xúc như thế nào đúng không nó muốn chọc kháy, rồi nó nó muốn uh, thể hiện wow cái này nó khó quá đấy nó đều có thể thể hiện được cái intonation của nó sự lên xuống trong cái câu nói thứ hai đó là kinh tức là nói theo cụm nói liền mạch theo cụm nó không bị khựng lại đâu mà nó gọi là kiểu không cần phải nghĩ đến cái phát âm nữa nó không bị sai khi mà nói cả cụm đúng không đấy, kiểu như thế thì đó, đây là các cái uh, pronunciation features tất tần tật. Ban 6 đổ xuống này làm được mấy cái này. À không, ban 6 đổ, ban 6 này làm được mấy cái này. Được không? Ban 7 bắt đầu có được cái reduction rồi, ban 8 có được cái chặn âm, ban 9 có được cái trăng kính. Ừ, thì dần dần chúng ta cái này để mà tốt được tất cả các đặc điểm phát âm ấy thì mình thấy có cái kỹ thuật như thế này khá là hay đó, kỹ thuật shadowing. Shadowing à, nó sẽ khiến cho cái cơ miệng của chúng ta nó dẻo hơn đó, nó giúp cho chúng ta có thể uh, có được cái phát âm mà nó duy trì được tất cả các đặc điểm như thế này. Alright, ok chưa? Mọi người có thấy là cái ban descriptor ấy, cái cái biểu điểm á nó có giải thích kỹ như thế không? Nó không, đúng không? Bây giờ nó sẽ có những cái thứ nó mập mờ như kiểu là à, pronunciation features là cái gì? Nó đâu có giải thích như thế đâu. Đấy và hôm nay mình mới giải thích như vậy cho mọi người đó. Đấy. Ok đúng không? Rồi tiếp theo nhá. Chúng ta đã hiểu xong được cái ban descriptor rồi đấy, chúng ta đã giải thích xong được tất tần tật các cái khía cạnh của ban descriptor những thứ gì mà mọi người cần phải làm để mà đầy điểm. Bây giờ thì uh, cái phần cuối của livestream thôi. Nhớ comment email nhá để mà chúng ta nhận được cái tài liệu nhá. Cái phần cuối của livestream hôm nay thì mình nói qua về cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể uh, um, tự luyện speaking được ừ. thực chất nhé mọi người cứ cần phải có gọi là có, có một cái người partner để mà nói cùng nhưng mà cái partner đấy ví dụ bây giờ hai ông trình độ ngang 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 với nhau ông này năm ông kia năm rưỡi hai ông nói chuyện với nhau livestream à lịch livestream thì hôm hôm thường nếu mà có một cái livestream nào mà anh muốn làm ấy thì anh sẽ đăng lên thông báo mà còn uh, cuối tháng tư nhá cuối tháng tư sẽ livestream bên tiktok lại đọc Harry Potter tiếp lại đọc Harry Potter tiếp nha cái tập thứ ba à, uh, cái gì nhà mình đang nói đến đâu nhỉ à có hai người ông ông này nói chuyện với ông kia đúng không và hai ông được gọi là partner với nhau đấy và hai ông trình độ ngang ngang nhau tầm khoảng năm rưỡi sáu ông này nói ông kia vỗ đùi ừ mày nói hay đấy chắc là mày lần này đi thi được sáu rưỡi nó không có chuyên môn thế cho nên là nói đơn thuần nó chỉ là à có một người nghe mình nói thế thì nói thật với mọi người nhé bây giờ mình nhìn vào gương ấy mình nhìn vào gương mình nói thì cũng 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 có phải là có một cái hình bóng trong gương nó đang nghe mình không đấy biết gì là mình còn gọi là có một cái người partner có một cái người partner nếu người partner này không có trình độ thì cũng sẽ không giúp em cải thiện được điểm số hãy hiểu là như thế đấy người partner này mà trình ngang hàng em thì sẽ không sửa được cho em sẽ không giúp đỡ được cho em cái phần gì đấy mà thực tế nó là phí thời gian của em đó vì vậy cho nên nếu mà tìm partner nhé phải tìm một người cao trình độ hơn mình thì nó mới gọi là lên được đúng không? Mình mới gọi là ép bản thân mình, ví dụ bây giờ mình 6 điểm, mình tìm cái thằng 7 rưỡi, mình tìm cái thằng 8, mình 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 uh, gọi là luyện tập với nó. Thì nó mới lên được trình. Đây chứ còn bây giờ lại đi tìm ông 5 rưỡi <laughs> thì thôi muôn đời không lên được nhá, thì thì thà luyện ở nhà cho nó xong, đúng không? Tự luyện. Nó còn đỡ là mất thời gian. Ok, thế thì nào tự luyện speaking. speaking. Alright, bây giờ nó có hai cái level để mà gọi là tự luyện. Thứ nhất, đó là không bật ra được. Đây là còn rất là cùi bắp, đúng không? Còn rất là non về trình độ. Đây, thường là những cái bạn tầm khoảng gọi là 6 đổ xuống hay là 5 năm đổ xuống, 5 cho đến 6 đổ xuống thì uh, chưa có bật ra được đâu. Ừ. Chưa có kiểu như là à nghĩ luôn ở trong đầu và nói được ấy. Thì lúc này ấy, chúng ta nên làm cái hành động nó viết ra. Chưa nói được thì hãy viết ra. Đấy, hay viết ra bởi vì khi mà viết nó sẽ ép chúng ta phải có được cái uh, tạo dựng câu, tạo dựng ngôn ngữ đúng không? Là Language Production. Đấy, nó tự tạo dựng được câu Language Production. Và khi mà chúng ta viết ra nó đủ nhanh ấy, tức là cái tốc độ nó nhanh hơn rồi á, thì lúc đó là cái khả năng về ngữ pháp cũng như là vocab của mình nó sẽ được cải thiện. Nó mất ít thời gian hơn để mà nó nghĩ từ cũng như là nó nghĩ ngữ pháp. Đấy, và như thế thì... Uh, dần dần nhá, dần dần mình sẽ gọi là có thể uh, tự tự nói được. Đấy tự nói được. Đầu tiên không bật ra được ấy thì hãy viết ra. Bước 1 là viết ra. Viết cái gì? Viết những cái câu trả lời mẫu ấy, cho các cái đề speaking ấy, đúng không? Đây, chúng ta viết câu trả lời mẫu, Đây là bước 1 nhá. Và bước 2 là bước hai, Đây là bước 1. Đấy, không bật ra được, không tự nói được nhá thì viết ra. Đấy, đấy là bước 1 được chưa Bước 1 Và khi mà mình đã viết ra rồi Thì tức là mình đã có thể xử lý Oh sorry Mình đã có thể xử lý về mặt Nó gọi là ngữ pháp Đúng không Và từ vựng Vậy thì bây giờ mình sẽ Cái vấn đề bây giờ nó chỉ còn Đó là fluency thôi Fluency Thì lúc đó mình sẽ dựa vào cái nốt Đây là cho các bạn mà chưa bật ra được nhá Dựa vào note để mà nói đi nói lại nhiều lần thế thôi dựa vào cái nốt nhá tự nói đi nói lại nhiều lần bởi vì á cái lần đầu mình viết ra thì mình đã có từ vựng rồi mình đã có idea và mình đã có ngữ pháp rồi thì bây giờ mình dựa vào cái nốt đấy không phải là, không phải là đọc lên đâu không phải là đọc to đâu nhá mà chúng ta à nhớ lại đúng không dựa vào những cái từ vựng rồi là những cái idea mà mình vừa mới chuẩn bị vừa mới viết ra ấy đấy em cố gắng làm sao em tự chắc vá em tự tạo thành một cái câu nói nó ra cái lần đầu tiên nhá thì nó sẽ rất là bập bẹ đó cái lần đầu tiên nó bập bẹ lắm và cố gắng làm sao vượt qua được cái tinh thần của cái lần đầu tiên bởi vì đến lần thứ năm em nói đi nói lại một câu trong năm lần đi kiểu gì lần thứ năm nó sẽ mượt hơn cái lần đầu tiên rất là nhiều đấy và như thế thôi đúng không Câu lần 1 Đây là một nghĩa Là một nghĩa fan ở Fluency 5 điểm Nhưng mà đến lần thứ 5 nha đây, đây đây đã là một cái phiên bản của bản thân mình Đến cái Fluency tầm 7 điểm rồi Cứ nói đi nói lại thôi đúng không Nói đi nói lại một ý Tập luyện đi tập luyện lại một ý Nhưng hãy hiểu rằng là cái bước quan trọng nhất ấy, Đó phải là cái bước viết ra Đấy phải viết ra được Phải bật ra được ngôn ngữ đã Đúng không? Rồi sau đó thì mới gọi là luyện theo fluency đó luyện theo fluency luyện nói đi nói lại thế là được rồi uh, và thêm nữa nhé có một cái thao tác khi mà chúng ta viết ra đủ nhiều ấy thì tốc độ viết nó sẽ nhanh hơn tốc độ xử lý ngữ pháp và từ vựng nó sẽ nhanh hơn thì tức là chúng ta sẽ develop được một cái kỹ năng nó gọi là nghĩ trong tiếng anh Để đó mọi người hiểu được cái uh, vì sao chúng ta lại nên viết ra chưa đó tự luyện speaking nó là như thế nha nói đi nói lại nhiều lần À, có một cái 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 lưu ý nữa là chúng ta có thể uh, áp dụng là nhìn vào gương và record bản thân, record bản thân, nhìn vào gương và record bản thân thì đó là một số những cái bước phụ để mà chúng ta có thể bổ trợ trong cái quá trình luyện fluency. Ừ, nhưng đầu tiên phải viết ra đã, đúng không? Rồi còn nếu mà bây giờ ấy, mà cho những cái bạn mà bật ra được rồi nhé bật ra được rồi á bật ra được ờ, thì lúc này chúng ta luyện tập cái khả năng nó có thể gọi là độ linh hoạt đi ừ, vậy thì tức là chúng ta làm sao chúng ta bốc random <laughs> bốc random chủ đề bốc random chủ đề đúng không và sau đó thì mình bây giờ mình không phải viết ra nữa nhé và mình sẽ nốt một số từ một số từ vựng nốt một số từ vựng rồi là trong cái thời gian chuẩn bị mình cũng có thể gọi là nghĩ thêm idea Ở phía bên trên là mình viết hẳn ra Còn ở dưới là mình chỉ nốt thôi đúng không Nốt từng cái nó gọi là đơn lẻ thôi Lẻ tẻ thôi chứ không phải là viết cả câu Đó và bước hai nó lại là chiến Lại chiến Nó lại chiến như là cái tương tự của cái bước hai ở trên này này Đấy nó là như thế nhá Rồi um... Đó là cho các bạn bật ra được Tức là các bạn mà đã trình độ tầm khoảng 6 cộng đổ lên rồi đó Còn không bật ra được đúng không Là dưới 6 Tầm khoảng 5, 3, 4 gì đấy Đấy, 3, 4, 5 gì đấy Cứ thế mà chiến thôi Chiến tương tự như là Như bước 2 Ở trên, đấy, kiểu thế Ngoài ra nhá, mình cũng có thể sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái tip nữa để mà chúng ta luyện cho nó đỡ bị nhàm chán rất là nhiều bạn luyện IELTS nó nhiều quá, thế cho nên là bị tẩu hỏa nhập ma, cứ lúc nào cũng các cái random các cái chủ đề như thế này, nó hơi bị khô. Thế thì lúc này này, mình có thể tập một cái kỹ thuật nó gọi là rephrase lại lời thoại trong phim, đấy, trong phim hoặc là trong video, chúng ta xem nhé, chúng ta xem một cái thứ gì đó đúng không? Và mình sẽ gọi là dừng lại mình vừa nghe được một cái câu rất là hay đấy sau đó mình dừng lại mình tập rephrase tập nói lại cái ý đấy cái câu đấy theo cái ngôn ngữ của mình đấy và đấy là một cái bước nâng cao nha nâng cao nâng cao rồi nếu mà chúng ta cảm thấy nhàm chán quá với những cái chủ đề của IELTS thì chúng ta sẽ tập nâng cao hơn bằng cách đó là rephrase lại lời yeah. đó bốc random chủ đề note nếu mà bật ra được nhá, ban 6, bốc random chủ đề, nốt một số từ vựng, nghĩ thêm idea và chiến như bước 2, nâng cao hơn thì nó rephrase lại lời thoại trong phim. Có không phải là chuyên anh, nhá không phải là chuyên anh. Ok, và đấy là cái phần tự luyện speaking nhá. Chúng ta không cần phải có partner, đấy nhá, không cần phải có partner đâu. Cái partner nếu có điều kiện thì hãy tìm một partner có trình độ cao hơn mình. Được chưa? Thì nó mới gọi là có thể cải thiện được trình độ cho mình được mà cái partner ở đây nhá là phải một người nó 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 có chuyên môn cơ chứ không có nghĩa là chúng ta tìm partner theo kiểu là bọn uh, người nước ngoài đâu, nói thật với mọi người. Người nước ngoài. Cái partner mà người nước ngoài là một thứ nó nó bullshit nhất, bởi vì bọn nước ngoài này này bọn Tây ba lô đúng không thì bọn nó cái đơn giản bọn nó quan tâm đến đó là understanding. Nó hiểu là ok rồi chứ nó không có chữa cho mình đâu. Nên nó chả quan tâm là à bây giờ mày phải sử dụng cái chỗ này mày phải chia động từ đúng không chỗ này là mày phải gọi là dùng cái từ này nó mới đúng đấy nó chỉ cần hiểu sơ sơ được cái ý của chúng ta diễn đạt là nó ok rồi nó chủ yếu nó tập trung vào cái giao tiếp tìm anh làm partner anh phải đi dạy đúng không phải đi dạy à, bên mình thì partner là trợ giảng một một nha một đấy các bạn trợ giảng đều được đã đã được training có trình độ khá là cao Uh, điểm speaking uh, luôn luôn uh, điểm 7 đổ lên. Đấy, thế thì chúng ta mới có được cái uh, cái reference đúng không? Cái sự tham khảo cụ thể nhá. Ok nhá, bình bây giờ mình tổng kết lại những gì ngày hôm nay chúng ta khai phá được. Đầu tiên. Nào nhá. Uh, đầu tiên là IELTS speaking thì nó được chấm dựa trên band, band descriptor, không phải là giám khảo chấm cảm tính đúng không mà nó sẽ có một cái điều kiện chấm nhất định. thêm ví dụ chỗ xoa chỗ cái âm uh, giảm âm gì uh, ví dụ chỗ xoa giảm âm mà xem nào uh, giả sử một từ như thế nào được nhỉ đây, đây 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 mình nhìn luôn mình có được cái từ này rồi nhá đấy á thì bình thường có phải là nếu mà chúng ta đọc một cách nó nó đầy đủ các cái âm của nó thì in đi đúng không vi uh, ồ oh, oh, đúng không ví dụ như thế này đấy thì các bạn sẽ thường các bạn ban 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 thấp đó, thì nó sẽ là indie sẽ đọc thành indie nhưng mà ở đây chỗ này nó cái này nó có phải trọng âm đâu nó không phải trọng âm thế cho nên nó bảo in the không được in the individual được nhá individual đây thì lúc đó nó gọi là giảm âm đúng không giảm âm như thế thôi cái âm cái nguyên âm không được nhấn nó sẽ được gọi là chuyển thành âm xoa đó là cái giảm âm của chúng ta giảm âm Alright, thôi nào tập trung vào cái nhiệm vụ chính nhá là mình tổng kết nhá Alright, mình tổng kết đó là nó có band descriptor Mọi người phải tìm hiểu được cái band descriptor đấy Thứ nhất là nó có fluency và coherence FLC đúng không? Và 6 điểm 6 điểm là nói dài, sẵn sàng nói dài Mặc dù mặc dù rất là bập bẹ Ban 7 nói dài nhưng mà dễ dàng hơn đó, ban 8 có yếu tố develop, bắt đầu triển khai topic và nói được liền mạch trong một câu mà nó không bị khựng lại. Đó, ban 9 develop topic một cách sâu sắc. Phu giám khảo không có gì để hỏi thêm. Đó thì đây là ban 9 nha. Xong rồi, yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai là về vocab thì các bạn trung bình khá tốt nhất là bây giờ đừng có ấn tượng bên ngoài có ảnh hưởng đến chủ đề không em ơi giám khảo không phải chọn chủ đề đâu mà ông ấy đã gọi là trước khi mà chúng ta vào phòng thi ấy, ông ấy đã để trên trên bàn ông ấy một cái tập một cái gọi là tập đề không phải tập đề một cái bộ đề rồi trước khi mình vào phòng ông ấy đã để ở đấy một cái bộ đề rồi cái bộ đề đấy nó có part 1, part 2 và part 3 rồi Nhá nó đã có rồi Đấy thế cho nên là không phải là ông ấy vào Ông ấy nhìn mặt mình à thằng này nhìn mặt nó có vẻ nguy hiểm tao chọn cho nó cái chủ đề này không phải đâu nha yeah. nó đã có sẵn rồi đó. Uh, chứ còn bây giờ đúng không vào nhìn mình bặm trợn xong rồi ông ấy ghét ông ấy không có không có nhé nào tiếp theo đó là cái lr cái uh, vocab thì mọi người chú ý là làm sao chúng ta diễn đạt được uh, nó chính xác được cái bối cảnh được những thứ gì mình muốn nói chứ đừng có cố gắng làm sao sử dụng những từ cao cấp nó không có quan trọng đâu bởi vì khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến fluency mà fluency nó mới gánh được các cái điểm này nhá cái fluency và cái pronunciation là hai cái nó kéo được cái điểm của hai thằng này lên đó còn lại nếu mà chúng ta cứ cố gắng nghĩ về hai thằng này làm sao là tôi phải gọi là phô diễn được kỹ thuật đúng không phô diễn được những thứ gì cao cấp thì nó sẽ ảnh hưởng fluency đó à, ngữ pháp cũng thế nhưng mà hay quan trọng về cái range Nha, hãy hãy hiểu là cái range nó sẽ quan trọng hơn vì vậy cho nên hãy cố gắng sử dụng một số những cái ngữ pháp cao nha, gài vào cho nó phù hợp đúng không mệnh đề quan hệ câu điều kiện các thứ thế thôi là điểm range nó sẽ kéo được lên cái này thì làm sao em duy trì được tất tần tật các cái đặc điểm phát âm ở đây duy trì xuyên suốt từ đầu cho đến cuối đó từ đầu đến cuối uhm, thì sẽ được điểm cao thôi nhá và cái kỹ thuật mà nó sẽ giúp ích cho chúng ta đó là kỹ thuật shadowing đấy nói đuổi theo nhân vật đấy bởi vì nhân vật nó đã phát âm chính xác nó đã gọi là có đầy đủ các cái kỹ cái kỹ năng như thế này rồi đấy thì lúc đó chúng ta shadow chúng ta chúng ta học vẹt đấy bắt trước theo cái người bản xứ theo những cái video theo những cái phim thì chúng ta cũng sẽ có được cái kiểm soát của những cái đặc điểm phát âm như thế này tính tổng dựa vào bốn tiêu chí à tổng điểm nó sẽ được chia trung bình rồi làm tròn xuống Đấy, tức là để mà đạt được điểm 7 thì bốn tiêu chí cả bốn phải được 7. Chứ không có chuyện nó gọi là 6 7 7 7 là được 7 đâu nhá, nó phải chia trung bình ra nó làm tròn xuống đấy, nó làm tròn xuống. Tất cả cả bốn cái phải được 7 thì mới được 7. Cũng như là writing nó cũng thế. Uh, rồi uh, tiếp theo đó là pronunciation thì mình vừa mới nói xong đúng không là chúng ta phải duy trì được tất tần tật mấy cái ông như thế này. 6 điểm, 4 ông đầu. Đấy, 7 điểm bắt đầu có sự xuất hiện của ông uh, tiếp theo. Ừ. Và đến 8 điểm thì ông này chặn âm nó khá là tốt. Đấy, đến 9 điểm là trăng kinh nó mượt lắm. Đấy, nó có yếu tố về uh, lên xuống, cái giọng điệu lên xuống. Cách tự luyện speaking thì chúng ta nếu không bật ra được dưới 6 điểm thì mình viết ra, Nha, mình viết đầy đủ cái câu đây ra. Mình luyện viết trước viết nó sẽ cho mình có đủ thời gian để mà nghĩ ngữ pháp cũng như là nghĩ từ đấy và khi mà mình viết có một cái tốc độ nó nhanh hơn đó, thì lúc đấy mình sẽ có khả năng nghĩ được trong tiếng trong tiếng anh các bạn cứ hỏi rằng là vì sao em không nghĩ được trong tiếng anh bởi vì em còn phải lăn tăn quá nhiều đến ngữ pháp đấy và em phải còn mất nhiều thời gian để mà em bật ra từ vựng thế cho nên là nghĩ nó bị hạn chế đó nghĩ nó bị hạn chế à, rồi là để có thể gọi là tiếp xúc được viết ra được dễ dàng và nghĩ ra được á thì chúng ta phải đọc nhiều để mà chúng ta có được cái nguồn từ vựng cũng như là hiểu sâu sắc về ngữ pháp thì mới tạo ra được câu nhé và sau đó thì bước thứ hai thì em luyện tập em dựa vào nốt dựa vào cái câu trả lời mẫu rồi em nói đi nói lại nhiều lần thì thôi không phải học thuộc không phải là học thuộc nhé mà làm sao nói được cái cốt lõi của nó có thể nhìn vào gương có thể tự ghi âm bản thân còn nếu mà level ban sáu bật ra được rồi thì bốc random cứ thế mà chiến thôi đúng không à, khi mà bốc được cái chủ đề này thì lúc đó chúng ta có thể nốt từ vựng nghĩ thêm idea tức là vẫn có thời gian chuẩn bị nhé sau đó để chiến chẳng qua là ông ban 6 đổ lên thì chuẩn bị nó ít hơn so với lại ban dưới sáu dưới 6 là viết đầy đủ viết ra đầy đủ còn đây là nó chỉ nốt thôi chỉ viết một hai từ thôi thế là được rồi à, chiến thuật thì bước 2 chúng ta lại cứ thế nói nhiều lần nói đi nói lại nhiều lần lần một nó sẽ rất là tù nhưng mà lần thứ năm lần thứ sáu lần thứ bảy nó sẽ mượt hơn rất là nhiều nâng cao hơn thì các bạn có thể làm cái bước nó gọi là rephrase lại câu trả lời uh, rephrase lại lời thoại cái này ấy, nó là gọi là một một nhá chúng ta nghe được cái câu lời thoại sau đó chúng ta dừng lại chúng ta rephrase luôn uhm, thì đấy là cái kỹ thuật của chúng ta nếu tất cả ok hết chỉ từ vực phổ thông tất cả ok hết chỉ từ vựng phổ thông uh, có được có được max 8.0 không uh, có được chứ nếu mà tất cả em ok rồi nhé tức là cái fluency em ngon rồi đấy pronunciation em ok mà từ vựng em không dùng được cái nào cao cấp chả sao cả vẫn được 8 em vẫn được 8 bởi vì từ vựng khi mà chúng ta đã có thể có một cái fluency nhất định thì lúc đấy cái từ vựng của chúng ta nó cũng cần phải có nó cũng cần phải gọi là ra thường xuyên để mà trả lời được đúng không? vì vậy cho nên kiểu gì cũng sẽ được một cái một cái cái nhận định rằng là ngữ pháp với là từ vựng nó ngon rồi, à, hãy yên tâm là như thế tất cả các cái tiêu chí nó đều tương đồng nó đi với nhau thôi. Thế cho nên nếu mà em nếu mà em bảo rằng là tất cả đã ngon rồi ấy, mà em lo lắng về từ vựng đúng không? đừng đừng lo bởi vì cái từ vựng của em nó cũng không phải là đơn giản đâu. Like về nghe không á? ở trước đây ở trên fanpage thì đã có nhiều cái livestream về nghe rồi đấy kỹ năng nghe rồi đó đó rồi là có cả một cái video về 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 thách note cơ đấy nếu mà em muốn xem lại nhé thì em tìm trong cái kho video cái kho lưu trữ của 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 fanpage đấy thì trước đó nó có nhiều cái live rồi cái nghe thì có cái gì đâu nói thật là nghe có phát âm tốt sẽ nghe được nghe có phát âm tốt sẽ Uh, sẽ nghe được này và thứ hai nếu mà mình đọc hiểu nó nhanh ấy thì mình cũng sẽ gọi là nghe cái hiểu luôn mm. làm mẫu vài câu speaking uh, câu gì em thử comment câu hỏi đi à. what do you do in your free time during my leisure time or you can say my spare time i uh, i would do a range of things first of all it's about like watching movies and the one i'm i'm watching right now is um, I, know, I don't know if it's the right name of the movie, but um, it's called Broken 99 and it's about like mis mysterious things and uh, detectives. So that's what I like. Yeah. Are you married or alone? <laughs> no, I'm planning to get married uh, soon enough, but right now I'm just like in our apartment. And um, it's a cozy apartment and we live quite happily right now. nghe nhiều ạ. Speaking luyện từ 6 lên 7.5 trong 6 tháng được không? thừa sức em ạ. Đấy thừa sức. Em cứ làm sao ấy, em 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 tập trung vào cái fluency. Để em nói trong một hơi ấy, mà nó không bị giật cục. Bởi vì cái bài thi nó diễn ra trong tầm khoảng 15 phút cơ mà và 15 phút đấy là đủ để mà chúng ta chúng ta không cần thiết phải gọi là tập trung và à câu này tôi phải thể hiện được từ vựng cao cấp. Câu kia tôi phải thử thể hiện được cái ngữ pháp bởi vì trong xuyên suốt cái 15 phút đấy Kiểu gì cũng sẽ phải có lúc chúng ta dùng đến những cái ngôn ngữ phức tạp Đấy Giám khảo nó được đào tạo để mà hỏi chúng ta những cái thứ gì phức tạp mà Thế cho nên yên tâm Kiểu gì cũng sẽ dùng thôi For the better part of the last Dùng kiểu gì anh Ví dụ nha So um, I'm an IELTS teacher I'm an IELTS teacher And I've been doing so for the better part of the last 3 years Tức là So I've been living in a studio apartment for the better part of the last five years, and uh, I'm living with my girlfriend and two cats. Right. Rồi, thì for the better part có nghĩa là à trong phần lớn của một cái lượng thời gian nào đó, đấy phần lớn đúng không? Vậy thì tức là à trong cái thời thời điểm đấy có thể là à em em uh, có một cái khoảng thời gian ngắn em sống ở đâu đó không phải là cái nơi hiện tại thì đấy for the better part of the last như thế. Em lên tầm 5, 5.0 yếu nghe thì có tầm 9 tháng lên được 7.0 lên được thoải mái. Nghe lên được em ơi. Em tập trung vào nghe về và đọc đấy. Đấy, bởi vì nghe đọc thì nó sẽ kéo được cái nói với viết lên. Đó. Có gì nữa? Câu hỏi gì nữa? Bà phút usually look in uh, do you usually look at the mirror? Uh, I would say first of all it's uh, quite you know Unusual question um, to be asked a mirror every day because I don't know about the others, but for me um, I tend to look in the mirror to see if my face uh, has anything um, And then given the nature of my job, I need to be presentable um, with my clothes So, uh, you know tidying it, tidying myself up um, is something that I would do in the morning So that's why I need to look at the mirror, right? Uh, anh có live về reading không? Reading có rồi, có 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 live rất là nhiều rồi. Mà hơn nữa nhá đó là trước đó thì anh có có live rất là nhiều tối đọc đọc truyện. Presentable là trông chỉnh tề hơn, đúng rồi. Anh có mở lớp học offline không? À? Offline thì hiện tại anh chưa có nghĩ đến cái uh, cái prospect đấy ấy nhưng mà hiện lại hiện tại học online đã khá là ổn bởi vì là một cái buổi lượng kiến thức nó nhiều lắm thế cho nên là nếu mà 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 không có cái mà xem lại ấy, thì các bạn ấy sẽ gọi là bị bị hỏng nói thật là như thế bởi vì nha, mình học một cái thứ gì đó ấy, thì con người nó đi theo thói quen đấy thế cho nên nếu mà mình tạo ra được một cái vòng lặp thì mình sẽ hiểu nó mình sẽ gọi là tự động hóa có được những cái kỹ năng đấy đấy mà thường khi mà đi học trực tiếp thì học được rồi đúng không à, ghi chép vớ vẩn xong rồi là à, ở trên lớp mất tập trung cái thì coi như là không có cái gì để mà xem lại luôn đấy mình học cái kiến thức đấy luôn vì vậy cho nên khi mà học online nó có video trong thời hạn nhất định để xem lại nó sẽ thấm kiến thức hơn đấy vẫn với, với cả là một số bạn gọi là concern về cái 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 uh, sự tương tác khi mà mình học online nhưng mà mình thấy rằng là ấy, bây giờ nhá đã xác định là học rồi thì nó là do 70% học viên cái tinh thần của học viên thôi nếu mà mình chủ động đúng không mình tương tác ngoài giờ với lại giáo viên cũng như ở trên lớp mình có câu hỏi mình hỏi luôn đấy thì mình giải đáp mà mình tin rằng là bất cứ một giáo viên nào dạy IELTS online thì cũng sẽ sẵn sàng giải đáp bất cứ một cái câu hỏi nào